Xin chào tất cả các đồng chí, chào tất cả các bạn. Để tiếp theo những cái câu chuyện đời lính của tôi cũng như là đồng đội của tôi, khi chúng tôi giải phóng được Tà Keo và hành quân lên tỉnh Công Bông Chư Pư, Công Bông Chi Năng, thì vào cái thời gian đó thì tôi cũng xin được nói với các đồng chí là lực lượng Pol Pot nó cũng tan rã rồi. Đấy, nên là nói đến các cái trận mà đánh lớn thì chúng tôi cũng không phải là đánh lớn nữa. Thì hôm nay tôi cũng xin được kể cho các đồng chí nghe và các bạn cũng biết thì cái câu chuyện đời lính của chúng tôi khi chúng tôi hành quân lên tỉnh Công Pông Chi Năng. Thì từ lộ 3 là chúng tôi hành quân bộ, cứ thế là đi bộ, cứ lầm lũi là đi như thế, cứ ngày đi đêm nghỉ, ngày đi đêm nghỉ. Thì chúng tôi hành quân lên đến lộ 4 tỉnh Công Bông Chư Pư. Thì tôi còn nhớ là đi lên cái ngã tư, tại vì cái ngã tư Công Bông Chư Pư là tôi đã đi qua đi lại đó là 2 lần rồi. Và chúng tôi cũng chiến đấu ở tỉnh Công Bông Chư Pư cũng tương đối là ác liệt. Nên là về đến cái địa bàn cũ vào tháng 1 năm 1979 đó. Nên là tôi cũng có nhớ một số cái kỷ niệm của tôi ở đó. Thì hành quân lên đến lộ 4 đó, thì các đồng chí cũng biết rồi. Tại vì là những cái đơn vị nào mà đảm nhiệm cái hướng từ lộ 4 về Nông Pênh như vậy thì các đồng chí cũng biết rõ là ở đó là đi về Nông Pênh là nó có một cái cầu gọi là cầu sập. Đó, thì cái cầu sập đó là tôi đi qua đi lại đó là 2 đến 3 lần rồi. Đó, và nhiều đơn vị đi qua đó chứ cũng không phải là mình đơn vị tôi. Nhưng mà đó là một cái điểm mà là nhớ nhất là khi các đơn vị mà chiến đấu qua đó. Thì cái cầu sập đó thì cũng xin được nói với các đồng chí là không biết là do ta đánh sập hay là Pol Pot nó đánh sập, nhưng mà nó sập đi mất một nhịp ở giữa. Đó, bọn tôi còn xuống đó, bọn tôi tắm với ngủ nghỉ ở đó mà. Nên là tôi rất là nhớ cái chỗ cái địa điểm cầu sập đó. Nếu như mà bây giờ được trở lại Campuchia thì đến cái cầu sập đó có lẽ là tôi vẫn nhớ. Thì sau đó thì đơn vị của chúng tôi á, là được hành quân bằng cơ giới, là lên ô tô, là chúng tôi cắt sang lộ 5. Đi sang tỉnh Công Bông Chi Năng. Thì từ lộ 5 đó bên tỉnh Công Bông Chi Pư là chúng tôi đi sang đến là Ô Đông. Ô Đông thì chúng tôi chiến đấu ở Ô Đông cũng tương đối lâu, nên là chúng tôi cũng biết rất là rõ ở Ô Đông. Tại vì lúc đó là trung đoàn 10 chúng tôi là bị bao vây ở Ô Đông, đánh nhau suốt cả chục ngày liên tục đó. Thì lúc đó là sư 341 là mới lên giải vây được cho bọn tôi ở Ô Đông đó. Thì cái câu chuyện đó thì tôi cũng đã kể cho các đồng chí nghe ở các cái phần trước rồi. Đó, và khi đi theo cái con lộ 5 đó thì có lẽ là các đồng chí cũng nhớ là có 10 cái xe tăng của ta bị cháy ở Âu Đông á. Thì lúc đó chúng tôi đi qua là vẫn là nhìn thấy là 10 cái xác xe tăng nó vẫn đang còn ở đó. Thì lên đến Âu Đông á, thì cái đợt đó là xe hậu cần á, là mới chở cho chúng tôi là nhu yếu phẩm này. Rồi lúc đó chúng tôi được cấp là quân tư trang mới. Thì tôi nói với các đồng chí là giày mới này, dép mới này, rồi quần áo mới này. Thì lúc lên đến Ô Đông là chúng tôi tắm rửa sạch sẽ xong là mặc quần áo mới vào. Thì tôi nói với các đồng chí là nhìn cái đội quân của ta lúc đó nhìn nó cũng đẹp lắm. Toàn quần áo màu xanh mà quần áo lúc đó là không như chúng tôi khi mà vào trong khu sát chốt giữ. Cái quần áo cái thời kỳ đó là đang tốt. Còn sau này là cấp cái quần áo vải gì chỉ được mặc có khi là chỉ đi rừng được 1-2 trận thôi là rách. Thế nhưng mà cái thời gian ở Âu Đông là cấp cho bọn tôi cái quần áo cũng cái vải cũng tương đối là tốt. Thì ở Âu Đông thì lúc đó thì tôi quan sát thì là đã có dân là người ta về đó rồi, trong các cái phum làng là người ta có dân là về ở đó lác đác rồi. Đó là ngoài ruộng ngoài đồng là cũng thấy là nhân dân người ta đi làm. Thì bắt đầu từ Âu Đông là chúng tôi lại tiếp tục hành quân bằng cơ giới đi lên đến tỉnh Công Bông Chi Năng. Thì lên đến tỉnh Công Bông Chi Năng ấy, thì tôi xin được nói với các đồng chí là tôi có một cái kỷ niệm gọi là thoát chết ở tỉnh Công Bông Chi Năng. Mà cả ba thằng tôi với đồng chí Năm với đồng chí Niên là thoát chết ở tỉnh Công Bông Chi Năng. Thì tôi xin được kể với các đồng chí về cái câu chuyện này, cũng là cái kỷ niệm nó gắn liền với đời lính của chúng tôi. Thì
Lúc đó là Dê Bộ là đóng quân trong một cái phum ở tỉnh Công Mông Chi Năng đấy. Nhưng mà cái phum đó là phum gì thì thực sự là không thể nhớ được. Cái tiếng Campuchia bọn tôi khó hiểu lắm. Thì vào trong cái phum đó thì đã có lác đác một số các cái hộ dân của Campuchia là người ta ở trong đó rồi. Thì nhìn cái phum đó thì cái đặc trưng của Campuchia nó là cái cây thốt nốt và cây dừa. Đó, còn từ cái phum đó đi qua một cái cánh đồng khoảng độ tầm 300-400 mét là thì là nó vào một cái bìa rừng. Thì cái rừng ở đó nó cũng là cái rừng thấp thôi, chứ không có núi đồi gì cả. Nó cái rừng thấp mà chủ yếu là cái cây là cây dầu, rất là nhiều cái cây dầu. Thì lúc đó là Dê Bộ chúng tôi là đóng trong phum, là lợi dụng các cái nhà sàn mà dân người ta bỏ hoang á, là Dê Bộ là đóng ở giữa phum. Còn nóng ra phía bìa phum là cái C3 của chúng tôi là ở phía bìa phum đó, và các cái C khác nữa là đóng xung quanh phum. Đó là cái bố trí đội hình của chúng tôi ngày đầu tiên chúng tôi hành quân đến tỉnh Công Pông Chi Năng. Thì được mấy ngày sau thì là chúng tôi cũng cứ củng cố lại các cái nhà cửa ở đó, sửa sang lại để chúng tôi ở nó, và cũng vào trong phum rồi đi làm với dân đó, rồi đi giúp đỡ dân, rồi cũng có nghĩa là những cái thời gian rảnh rỗi thì chúng tôi cứ vào để giao lưu rồi giúp đỡ dân. Thì lúc đó là cái đối xử giữa bộ đội với dân Campuchia đối với chúng tôi thì cũng rất là thân thiện. Nhưng mà có cái đặc biệt là vào trong phum là không thấy một bóng nào gọi là thanh niên cả, mà chủ yếu là vẫn cứ thấy là ông bà già với con nít thôi. Có lẽ là bọn thanh niên nó đi theo Pol Pot hết. Thì hôm đó thì tôi mới nói với các đồng chí là ba thằng tôi là cũng tự ý là bỏ đơn vị, tức là rủ nhau là đi qua cái cánh đồng đó, nó có một cái con đường trục là đi sang phía bên bìa rừng. Thì ba thằng mới đi sang đó là đi khám phá có như thế nào. Tại vì lúc đó là chúng tôi chỉ ở chốt giữ trong phum thôi, chứ chúng tôi không đi truy quét, chưa có lệnh đi truy quét. Đó, tại vì là tình hình địch cũng như là tình hình dân chúng ở đó ở nó như thế nào, và tình hình địch nó hoạt động như thế nào ở cái khu vực mới như vậy thì chúng tôi cũng không biết được. Nên là lúc đó là đơn vị chưa dám cho bộ đội đi truy quét. Nên là hôm ba thằng là với tự ý là với trốn đơn vị, là với bỏ đi qua cái con bờ trục đó, là đi sang cái cánh rừng. Thì ba thằng cũng xách súng đi, là nói chung là chúng tôi đi hiên ngang như vậy thôi, chứ cũng chả phải để ý bất cứ một cái gì cả. Có nghĩa là cùng chủ quan. Thì đi sang bìa rừng thì chúng tôi mới phát hiện được là ở đó có một cái nhà sàn. Đó, và xung quanh cái nhà sàn đó là trồng cái cây là cái cây vú sữa. Đó, nhìn cái nhà đó nó cũng đẹp lắm, mà ở trên một cái gò đất cũng tương đối là cao. Thì chúng tôi mới phát hiện được cái nhà đó là ba thằng với là cũng lững thững là đi vào. Thì khi chúng tôi vào cái nhà sàn đó nó cũng tương đối là khang trang. Nhìn cái nhà sàn nó cũng đẹp lắm. Thế thì vào là chúng tôi cũng gọi ầm gọi ý lên. Đó, thế là tự nhiên là trong nhà là ra là có một cái ông già chắc khoảng độ 65 tuổi rồi. Thì chúng tôi cũng có biết sơ sơ mấy cái tiếng gọi là chào hỏi người dân Campuchia. Thì chúng tôi cũng chào hỏi gọi là xã giao là như vậy. Thì ông ấy cười, những cái ông già này rất là cao, nó da hơi ngăm ngăm đen và người cũng xương xương người rồi. Đấy, nhưng mà trong cái đôi mắt của ông là rất là nhanh nhẹn. Thì sau đó là ngồi chơi nói chuyện với cái ông già ở đó. Thì ông này ông là người ở An Giang đó, mà lấy vợ Campuchia, nên là ông nói tiếng Việt Nam rất là giỏi đó. Thì chúng tôi cũng hỏi lại đầu đuôi câu chuyện mà vì sao là ông lại sang bên Campuchia ông ở. Thì ông kể một mớ, thì tôi còn nhớ là ông này là người An Giang nhưng mà lấy vợ ở Campuchia. Sau khi mà bọn Pol Pot nó bị ta đánh đuổi thì gia đình lại với chạy loạn, thì với chạy lên tỉnh Công Bông Chi Năng. Thì ông bảo là vợ của ông là bị chết, cái khi chạy loạn là bị chết. Đó, còn con thì có hai đứa con thì là bọn Pol Pot nó bắt đi. Nên là khi lên đến tỉnh Công Bông Chi Năng á, là ông cũng đi theo Pol Pot nó lùa đi thì ông trốn được. Đó, nên là sau này là bộ đội ta giải phóng Công Bông Chi Năng thì ông phải quay lại là ông ở đó. Thì ông mới kể chúng tôi là đầu đuôi như vậy. Thì nhà ông nuôi rất là nhiều vịt, ông nuôi được nhiều vịt lắm. Thì ông mới hỏi bọn tôi là có ăn thịt vịt không, là để tôi làm.
Thì nói đến thịt vịt thì lúc đó thì các đồng chí cũng biết rồi, bỏ ăn thịt vịt là kiêng. Nhưng mà đối với chúng tôi thì cái lúc đó cũng không phải đánh nhau mấy, nên là bỏ thôi cứ ăn đi. Thế là ăn. Thì ông đi làm cho bọn tôi là 2 con vịt. Nhưng mà cái vịt ở Campuchia nó cũng nhỏ thôi, chứ nó không to như cái vịt bây giờ đâu. Ông làm 2 con vịt là luộc lên. Với sau đó là ông múc lên là cái rượu, là rượu thốt nốt. Mà lần đầu tiên trong đời là tôi được uống cái rượu thốt nốt. Thế là mang lên cái sàn nhà là bọn tôi là ngồi trên đó, là uống rượu với cái ông dân Campuchia đó. Thì uống cái rượu thốt nốt, rồi tôi nói các đồng chí lúc đầu uống thì nó cũng dễ uống thôi, nên là uống nhiều. Uống xong thì tôi nói các đồng chí là cũng may mắn cho chúng tôi, hôm đó là có mỗi đồng chí nằm là đồng chí nó không uống được rượu. Nghe đồng chí uống có mấy hớp là đồng chí thôi thôi. Còn bọn tôi là cứ đổ ra bát là bọn tôi uống. Uống ngon lắm, ăn với thịt vịt. Vì lâu lắm rồi chúng tôi được ăn bữa đồ tươi thì cũng cảm thấy nó rất là ngon. Nên là ngồi ăn hết 2 con vịt. Thế là tôi với đồng chí Niên là bị say. Nên là 2 thằng là nằm vật luôn ra sàn là ngủ luôn. Thì tôi nói với các đồng chí là nó say ngủ là ngủ không biết gì cả. Ngủ cho một cái đến gần chiều. Thì bắt đầu là tôi nghe cái tiếng nổ làm cái rầm một cái. Thì theo cái bản năng đó, là đang say rượu như vậy, đang ngủ ngon như vậy, nhưng mà theo cái bản năng là tôi mới bật dậy. Bật dậy thì sơ lấy khẩu súng này, tôi nói với các đồng chí là không thấy súng đâu cả. Còn đồng chí Niên là đồng chí say mềm rồi, đồng chí chả nghe cái tiếng gì, đồng chí cũng không dậy. Thì tôi mới hoảng quá là tôi mới nhảy từ trên cái nhà, cái sàn trên là tôi nhảy luôn xuống đất. Đó, mà cái sàn đó thì nó cách mặt đất khoảng độ 2 mét. Tôi không dám chạy đường cầu thang mà tôi nhảy thẳng luôn xuống đất. Thì nhảy luôn xuống đất cái thì xuống cái là tôi mới lao vào trong nhà của cái ông già. Lao xuống ở cái sàn dưới. Thì ông mới xách cái khẩu súng ra ông đưa cho tôi. Thế thì tôi mới giật cái khẩu súng từ trên cái tay của cái ông già đó. Thì tôi mới ước chừng ra cái hướng mà có cái tiếng nổ đó. Là tôi mới vận động ra. Thì tôi vận động ra đến nơi thì tôi mới chực nhớ đến là cái lúc mà tôi nghe tiếng nổ tôi bật dậy thì thấy có mỗi đồng chí Niên là say nằm đó thôi. Còn không thấy đồng chí Năm đâu cả. Thì lúc đó nói chung là nghĩ khôn không nghĩ là tôi nghĩ dại. Tôi bảo chắc chắn là đồng chí Năm bị bọn Pol Pot nó thịt rồi. Nên tôi rất là lo. Lúc đó là mồ hôi là nó, tôi nói với các đồng chí chúng tôi cũng trải qua nhiều trận đánh rồi. Nhưng mà thấy cái linh cảm của tôi lúc đó là cảm thấy rất là lo lắng. Nên là mồ hôi nó vã hết ra. Thì quan sát thì không thấy đồng chí Năm đâu cả. Mà chỉ có một cái tiếng nổ khô khốc như vậy thôi. Không thấy một cái bất cứ một cái gì khác nữa. Thì bắt đầu là tôi mới kêu. Tôi gọi Năm ơi, Năm ơi là rất là to. Tôi gọi to lắm. Gọi mãi thì bắt đầu là mới thấy đồng chí Năm là từ trong cái chỗ bìa rừng. Là đồng chí chạy. Chạy như là ma đuổi, chạy về cái hướng của tôi. Thì bắt đầu là tôi lại nghe tiếp 2 loạt súng nổ ở phía chỗ đồng chí Năm nữa. Thì tôi biết là bọn Pol Pot nó bắn đồng chí Năm rồi. Thì tôi mới vận động lại cái hướng đó. Thì vận động lại cái hướng đó thì tôi mới thấy đồng chí Năm là một mặt máu. Tôi nói với đồng chí là nhìn cái mặt của đồng chí là chỉ có máu không là máu. Thế là tôi mới kéo đồng chí tôi vào chỗ cái gốc cây, cây dầu đó, nấp ở đó. Thì lúc đó tôi cũng không hỏi đâu. Tôi bảo là Pol Pot nó chỗ nào. Thế đồng chí mới chỉ tôi cái hướng trên đó. Thế tôi bảo là để tao chặn đường nó ở đây. Còn mày quay lại chỗ cái nhà sàn đó. Mày lấy súng với gọi thằng Niên dậy. Để tao chặn nó. Thì tôi nói với cái đồng chí là lúc đó là nó lùa đồng chí Năm chứ. Nó lùa lại chỗ cái hướng chỗ tôi. Thì lúc đó tôi chặn ở đó cái là ba thằng Pol Pot. Nó mặc 3 cái bộ đồ đen. Đầu thì nó quấn cái khăn cà ma đó. Là nó chạy như cái kiểu là nó chủ định là nó lùa để nó bắt sống đồng chí Năm. Thì khi tôi thoáng thấy 3 thằng như vậy, bắt đầu là tôi bị bắn. Thì lúc đó là bị tôi bắn lại cái là nó đứng lại. Nó đứng lại xong nó bắn trả với chúng tôi ở đó. Thì được khoảng 2-3 phút sau thì đồng chí Năm với đồng chí Niên là với xách súng lên là bắn hỗ trợ với tôi. Thế là 3 thằng tôi là cố thủ ở chỗ mấy cái gốc cây dầu thì cứ bắn qua bắn lại với nó. Thì nó không tấn công lên. Mà bọn tôi cũng không dám tấn công. Tại vì là đi vào sâu trong cái bìa rừng nên chúng tôi không hiểu như thế nào trong đó cả. Nên chúng tôi cũng không dám tấn công lên.
Cứ thế là chúng tôi đôi co là bắn nhau bọn Pol Pot ở đó. Thì bắn một lúc thì nó cũng không rút, nó cứ thỉnh thoảng nó lại bắn vào chúng tôi là vài loạt, thì bọn tôi cũng bắn vài loạt lên, có nghĩa là hai bên cứ dọa nhau như vậy. Thì đang bắn như vậy thì bắt đầu là anh Lâm á, là anh nghe tiếng đạn nổ, anh mới dẫn cái B1 của bọn tôi lên. Thì dẫn cái B1 lên thì bắt đầu lúc đó là chúng tôi bắt đầu là với truy kích vào trong bìa rừng. Thì khi truy kích vào trong bìa rừng thì nói chung bọn Pol Pot nó bỏ nó chạy, chả thấy nó đâu cả. Thì lúc đó tôi với kiểm tra cái vết thương của đồng chí Năm á, thì là bị cái quả lựu đạn nó nổ là cái mảnh nó sượt qua đầu, nó làm rách cái da đầu, nó chảy máu xuống mặt đó, nên là cái vết thương nó chỉ là ngoài da thôi, nhưng mà máu nó chảy rất là nhiều. Thế sau đó là bọn tôi là băng lại cho đồng chí Năm. Thì tôi với hỏi đầu đuôi đồng chí bị thương như vậy mà đồng chí nó vẫn cười bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, vẫn ngậm thuốc hút. Cái tính của đồng chí Năm á, thì tôi chiến đấu với các đồng chí nó nhiều rồi, tôi biết cái tính của đồng chí rồi. Tại vì đồng chí nó thích khám phá lắm, mà cũng thích mò mẫm khám phá đó, rồi là hay tò mò, nên là thỉnh thoảng là đồng chí cứ bỏ đơn vị là đi đâu là đi mình thôi. Cái tính của đồng chí là như vậy. Thế là hôm đó cũng rất là may là đồng chí đã thoát chết, mà cũng may cho ba chúng tôi. Nếu như hôm đó mà bọn Pol Pot nó phát hiện được ba thằng tôi mà uống rượu với cái ông già ở trong cái nhà sàn đó, thì tôi nói với các đồng chí là hôm đó là nó vào nó cần dùng dao thôi, nó đâm rồi thì có khi bọn tôi cũng chết. Bọn tôi là say khướt nằm ra đó rồi, thì nó muốn vào nó làm được cái gì thì nó làm thôi. Súng mà đến cái ông già người cao ông cất đi cho bọn tôi mà bọn tôi còn không biết. Có mỗi đồng chí Năm tỉnh thì đồng chí lại bỏ đi lanh quanh ở đó. Sau đó là anh Lâm á, là anh mời luôn cái ông già đó là về chỗ ban chỉ huy đại đội để làm việc. Thế thì ông cái già đó là cũng đi theo bọn tôi về chỗ ban chỉ huy đại đội. Thì lúc đó chúng tôi về đến chỗ B là chúng tôi mệt quá, vì do say cái rượu thốt nốt. Chúng tôi cũng chả để ý là đem cái ông già đó lên làm cái gì cả. Vào trong mấy cái nhà sàn mà cái B chúng tôi chốt ở đó, là trèo lên đó ngủ tiếp. Ngủ cho một cái là đến sáng ngày mai dậy thì tôi nói với các đồng chí là chỗ cái khai thác cái chỗ cái ông già đó, thì bọn tôi cũng nghe nói là cái lực lượng Pol Pot nó hoạt động nhỏ lẻ ở cái khu vực chúng tôi đóng quân cũng đang còn tương đối là nhiều. Bọn này nó rất hay là vào phum, nó bắt gà bắt vịt đó, rồi nó vào là nó khống chế dân, là nó xin cái nọ nó xin cái kia. Theo cái lời khai của ông già là ông già nó khai lại với chúng tôi như vậy. Và sau đó là đơn vị chúng tôi là thả cái ông già đó, thì ông vẫn quay lại cái chỗ đó là ông sống sinh hoạt ở đó. Tại vì là đó là một cái địa điểm mà chúng tôi hay qua lại chơi với cái ông già đó. Tại vì ông nói được tiếng Việt mà ông rất là hiểu ở trên đất Campuchia, nên là bọn tôi cũng hay qua lại đó. Thì đến bây giờ thì chúng tôi cứ ngồi nhắc lại với nhau cái câu chuyện đó, thì anh em cứ ôm bụng cười, cứ bảo lúc đó là ta may mắn thôi, chứ còn hôm đó bọn Pol Pot nó phát hiện được thì chắc ba thằng tôi không thằng nào sống sót được hết. Đó là một cái kỷ niệm mà khi chúng tôi lên đến tỉnh Công Vông Chi Năng là nó là như vậy. Tuy nhiên thì cái câu chuyện này nó chỉ là cái câu chuyện cá nhân của chúng tôi thôi, chứ không phải là câu chuyện của cả đơn vị. Nên là tôi kể như vậy thì cũng mong các đồng chí cũng như là các bạn là cũng hết sức thông cảm cho. Thì cuối cùng tôi cũng xin được chúc tất cả các đồng chí, chúc tất cả các bạn là mạnh khỏe và hạnh phúc.